chào tất cả các bạn, mình là Chi Pu và hiện tại Chi Pu đang có mặt tại buổi rehearsal cho Vietnam International Fashion Week và thực sự là cảm giác của Chi rất là hồi hộp và háo hức. Trước đây thì Chi đã từng được tham dự Vietnam International Fashion Week ở Hồ Chí Minh rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên Vietnam International Fashion Week được tổ chức tại Hà Nội thì Chi cũng cảm thấy rất là vinh dự. Hiện tại thì mình đang ở buổi tổng duyệt chương trình của Vietnam International Fashion Week ngày thứ 3. Và tất nhiên là ngày thứ 3 thì cũng không khác gì những ngày đầu cả. Mình vẫn luôn có cảm thấy hồi hộp và háo hức trước mỗi show diễn. Và mình mong chờ rằng show diễn ngày hôm nay sẽ diễn ra thành công rực rỡ. Là giám khảo của chương trình Người Mẫu Việt Nam, Vietnam Next Top Model, tôi thực sự rất là xúc động và tự hào khi thấy được một số các gương mặt học trò của mình như là Huy Quang, Huy Dương, Thu Hường hay là Thùy Trang tự tin sải bước trên sàn cắt quắt trong bộ sưu tập của những nhà tạo mẫu nổi tiếng trong cũng như ngoài nước, thì tôi thực sự rất là tự hào, xúc động và tôi cảm thấy như là một phần nào đó những cái sự training, những cái sự huấn luyện của mình đã có kết quả. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Vũ Tá Linh, tôi là đại diện cho Lula tham dự tuần lễ thời trang quốc tế thu đông tại Hà Nội 2016. Tại vì không khí ở đây khá là sôi nổi, mọi người cũng khá là mệt nhưng mọi người cũng rất là hăng say tập luyện và tôi cảm thấy khá là thích thú. Chúc cho tất cả những thiết kế tối nay sẽ có một buổi trình diễn thành công tốt đẹp.